Thưa quý vị và các bạn, sau 14 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tây Ninh đã có 65 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện. Các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp sức các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục đào tạo, môi trường, đồng thời giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Để chuyển tải nhanh nguồn vốn ưu đãi đến với người dân, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp, thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động hỗ trợ các hộ có nhu cầu vay vốn hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân, không để người dân chờ đợi lâu. Chính quyền các địa phương cũng xem việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nên đã trích ngân sách ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải quyết vốn vay với lãi suất ưu đãi. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng, tổ chức chính trị xã hội tích cực tư vấn người dân lựa chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp để thực hiện các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế. Gia đình ông Phạm Văn Vinh, ngụ tại ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, là một trong những hộ điển hình ở địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình ông Vinh đang phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản lên tới 20 con. Để phát triển được mô hình này, ông Vinh đã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 50 triệu đồng. Thì lúc đầu thì mình cũng nhờ được cái nguồn vốn đó mình mới lên được cái đàn bò như bây giờ, đang phát triển thêm. Hiện tại bây giờ số dư của hội nông dân qua kênh Ngân hàng Chính sách là 29 tỷ đồng để cho các hộ vay với cái lãi suất ưu đãi để tạo điều kiện cho bà con làm ăn. Thì nói chung bà con trên địa bàn xã Tân Lập hiện nay thì về kinh tế thì phát triển đồng đều. Cái thu nhập bình quân của bà con xã Tân Lập theo tỷ lệ tới bây giờ là một năm thu nhập tới 95 triệu đồng mỗi một khẩu. Cũng là một hộ dân được vay vốn từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện nay, gia đình bà Hoa Thị Minh Tâm, ngụ ấp Phước Lệ, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu đã triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản khá hiệu quả. Nhà nước cũng giúp đỡ vay vốn để cũng sản xuất chăn nuôi đó, vay vốn kỳ rồi được 20 triệu, thì về cũng mua nuôi bò đó, thì nói chung là nhà nước cũng giúp đỡ mấy hộ nghèo, dân nghèo thì gia đình cũng mang ơn nhà nước lắm, cũng làm thì thấy cũng có, cũng phát triển. Thì mình cũng từ từ mà đi lên. Hội nông dân thông qua cái Ngân hàng Chính sách thường xuyên để tham mưu để với chính sách để tạo được có cung cấp phân bổ cái nguồn vốn cho địa phương. Nếu như có cái nguồn vốn mà có về có phân bổ với địa phương thì hội nông dân để cho lại các tổ hội được các chi hội ở với các tổ dây vốn nắm bắt lại những cái tình hình do nhu cầu vốn của nhân dân để thực hiện cái dự án gì, làm những công việc gì thì đó để rồi sau đó mình tiến hành đi thẩm định, nếu thấy có hiệu quả rồi tiến hành giao vốn lại cho bà con nhân dân. Địa phương thì có rất là nhiều cái dự án mà rất là có hiệu quả, như dự án nuôi cá, rồi nuôi ba, rồi chăn nuôi bò, rồi trồng tre lấy măng. Thì nói chung là tất cả các dự án này nhờ cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách do cái lãi suất có phần ưu đãi cho nên người nông dân làm đa số là làm ăn có hiệu quả. Đối với xã Trung Mích, huyện Dương Minh Châu, hiện nay là một trong những địa phương có mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ nhất trên địa bàn huyện. Trong đó, nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả như lúa, đậu phộng đã được chuyển đổi qua trồng các loại cây ăn trái có giá trị cao như bưởi, nhãn, sầu riêng. Để hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, trong đó có hội nông dân, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất.
Là một hộ dân đã chuyển đổi từ đất trồng lúa trồng sầu riêng được 4 năm nay, ông Hồ Văn Tám, ngụ ấp Thuận Phước, xã Trung Mít đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua phân bón chăm sóc cây trồng. Tôi cũng nhờ Ngân hàng Chính sách cho tôi vay để tôi chăm cây sầu riêng cho nó được tốt hơn. Chứ đúng ra thì nông dân thì cũng hơi thiếu vốn rồi, chăm cũng không được đủ. Nhờ Ngân hàng Chính sách cũng tạo điều kiện cho tôi để làm cho phát triển. Thì bình quân mỗi năm là vốn của Ngân hàng Chính sách phân bổ về cái nguồn vốn giải quyết việc làm về để cho bà con đầu tư sản xuất bình quân là khoảng 3 tỷ. Năm nay thì mới từ đầu năm tới giờ là đã được chuyển về hết 1 tỷ. Nhìn chung thì bà con nông dân mình là sử dụng cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách là đầu tư để chăm sóc các loại cây ăn trái cũng như sản xuất nông nghiệp, thì bà con mình sử dụng vốn cũng đúng mục đích. Bên cạnh đó thì cái hiệu quả mà của bà con mà sử dụng nguồn vốn thì mình thấy đạt được hiệu quả kinh tế cao. Thì cái nguồn vốn cũng đã giải quyết một số khó khăn cho bà con về cái nhu cầu vốn. Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của Tây Ninh. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được hoàn thiện, kể cả ở những khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới của tỉnh. Môi trường cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, các giá trị văn hóa được giữ gìn, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Khoảng cách phát triển giữa kinh tế nông thôn và đô thị từng bước được thu hẹp, đặc biệt giúp cho nhiều người nghèo, người yếu thế ở các xã nông thôn mới vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2024 vừa qua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay Sở đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung thêm 4 đối tượng cho vay từ nguồn ngân sách ủy thác của tỉnh, gồm hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo của tỉnh, hộ chưa có công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, bộ đội mới xuất ngũ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần cân đối ngân sách, giải ngân nguồn vốn đến các đối tượng phù hợp với thực tế nguồn lực của tỉnh. Về kinh phí, trong giai đoạn 2024-2025, tỉnh sẽ cân đối 85 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng. Để tín dụng chính sách ngày càng phát huy vai trò bệ đỡ thúc đẩy kinh tế nông thôn, trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định kinh tế xã hội các xã nông thôn mới, ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kim chỉ nam để tín dụng chính sách tạo thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới là triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thì sau khi thực hiện chỉ thị 40 này thì góc độ địa phương thì rất quan tâm cái này, thì chỉ đạo Đảng cũng chỉ đạo thường xuyên cái này trong quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ở địa phương, để cho người dân tiếp cận được nguồn vốn cũng như là vay vốn để phục vụ về sản xuất nông nghiệp cũng là chăn nuôi thoát nghèo á. Thì đảng bộ ban chấp hành cũng chỉ đạo cho đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể là tiếp cận các hội viên đoàn viên để khảo sát thực tế, kết hợp ấp để có nhu cầu cần thiết, thì sau khi có nhu cầu thì vai trò trách nhiệm của chính quyền sẽ kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ cái này. Nhờ tiếp cận nguồn vốn, người dân đầu tư thì cơ bản thì phát triển trên địa bàn xã trong thời gian 5 năm nay rất tốt. Đến hết quý 1 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4.000 tỷ đồng, với gần 120.000 hộ đang còn dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, giúp giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và đối tượng chính sách khác. Qua đó mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo còn rất nhiều. Do đó, các cấp các ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội, cần tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện để người dân được vay thêm các nguồn vốn phát triển kinh tế, tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể cơ sở,
tập huấn, hướng dẫn, triển khai hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kỳ này do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.